Xin chào tất cả mọi người nha. Năm 2023 anh chị mua nhà không phải rẻ mà còn đẹp này nha anh chị ơi. Thì hôm nay thì em sẽ gửi tới quý cô chú và quý anh chị một căn nhà rất là đẹp nằm ngay thị trấn Long Thành nha anh chị nhé. Đây là mặt tiền của căn nhà hôm nay em muốn giới thiệu quý anh chị. Bây giờ mời anh chị cũng đi vào bên trong để khám phá cái căn nhà này như thế nào ạ. Bước vào căn nhà thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái cánh cửa đúc bằng nhôm rất là đẹp, chắc chắn được gia chủ bố trí ở đây mà vàng nha anh chị. Sân xe hơi rất là đẹp anh chị này. Đó. Với diện tích là 10 x 27. Đó. Nhà này là nhà sổ hồng riêng phun thổ cư hoàn công nha anh chị. Đây, mặt tiền của căn nhà đây anh chị nhé. Và bây giờ mời anh chị đi vào bên trong để mình xem trong căn nhà là có như thế nào và được bố trí thiết kế như thế nào nha anh chị ha. Đây. Tất cả cửa gỗ đây là gỗ bằng gỗ Nam Phi nha anh chị. Wow, phòng khách rất là rộng rãi luôn anh chị ơi. Quá đẹp luôn anh chị. Đó, chủ do nhu cầu chuyển công tác nên muốn chuyển lại cho anh chị nào có nhu cầu muốn có một căn nhà đẹp, hợp tình, hợp lý, hợp ý ngay thị trấn Long Thành thì anh chị có thể liên hệ em qua số điện thoại màn hình anh chị nhé. Đây là phòng khách đây. Đó. Tất cả được bố trí và thiết kế là gỗ Nam Phi rất là đẹp anh chị này. Phòng bếp rộng rãi nha anh chị. Bạn bị kinh rồi. Nhà này là nhà hoàn công anh chị ha, nhà hoàn công trên sổ ạ. Gồm là 4 phòng ngủ, 2 toilet, phòng khách, phòng bếp rộng rãi. Khi anh chị về đây ăn cư lập nghiệp thì gia chủ sẽ tặng hết tất cả những cái nội thất bếp này, phòng bếp này, rồi bàn ăn này. Sau này thì mình sẽ có một cái khu sau này gọi là khu sinh hoạt chung phía sau rất là rộng anh chị ha. Đó, mình sẽ review sơ thôi. Bây giờ mình quay lại đi lên. Anh chị nào mà quan tâm thì có thể là inbox em sẽ gửi những thông tin full đến chị ha. Hôm nay thì em chỉ review những cái cơ bản thôi. Wow, cái phòng khách anh chị rất là rộng này, gỗ đây. Ok anh chị ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên. Nhà này là nằm ở khu Phước Hải, Lưu Phước Hải nha anh chị. Khu Lưu Phước Hải thị trấn Long Thành. Từ vị trí căn nhà này thì mình sẽ đi ra đường quốc lộ 51, đi ra đường những cái tiện ích gần. Chỉ trong vòng bán kính chỉ có 500 đến 1 km thôi anh chị nha. Đây, phòng ngủ thư nhân đây, rất là rộng rãi. Qua nhà rất là đẹp luôn anh chị, phòng ngủ thư nhân này. Ở đây là phòng thờ nha anh chị ha. Rất là đẹp. Dạ, Nam Mô Văn Thêm Bồ Tát. Đó, phòng thờ ha, phòng thờ ở đây. Quá đẹp luôn. Từ vị trí đất này, từ vị trí căn nhà này thì chúng ta đi sân bay Long Thành chỉ có là 10 km thôi nha anh chị, ra trung tâm hành chính, ra bệnh viện, ra trường học trong vòng bán kính chỉ có 2 km thôi. Đây là hai phòng ngủ bên trên. Đó thì em không quay. Cameraman quay bên trong thì cameraman. Đấy. Đây là căn nhà gia chủ thiết kế cũng như xây dựng để ở, nhưng mà do nhu cầu chuyển công tác nên muốn để lại cho những anh chị có nhu cầu muốn tìm một căn nhà ở thị trấn Long Thành gần sân bay, gần mọi tiện ích thì giá chỉ có là hơn 10 tỷ thôi anh chị nhé. 10 x 27 270 m², phun thổ cư. Nhà này là nhà hoàn công nha anh chị, nên giá trị nó rất là cao. Trời ơi, anh chị nào quan tâm thì có thể gọi cho em anh chị nhé. Trời ơi, xin chào anh chị.